nhất khi đặt nhà hàng ăn uống tại Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong những thành phố biển được nhiều khách du lịch đến nhất hiện nay. Đà Nẵng cũng là một trong những địa điểm du lịch được nhiều công ty tổ chức cho nhân viên công ty của mình đến nghỉ dưỡng nhiều nhất. Mà các bạn đã biết rồi đó, ăn uống một hai người còn dễ, chứ ăn uống cả chục con người cũng đau đầu phết. Người thì giữ món này, người kia thì không ăn món kia, đủ thứ chuyện hết. Rồi làm cách nào chọn được menu phù hợp, chọn được nhà hàng phù hợp lại là một bài toán khó gỡ với bất kỳ công ty nào tự tổ chức tour Đà Nẵng cho nhân viên của mình đi. Vậy thì blog Việt Food sẽ hướng dẫn các bạn, nhất là những người đang đứng ra tổ chức tour Đà Nẵng cho nhân viên của mình đi Đà Nẵng, những kinh nghiệm tổ chức ăn uống cho khách đoàn nhé. Đầu tiên thì ai cũng nghĩ là chi phí là thứ quan trọng nhất đúng không nào? Thật ra thì chi phí cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất thì chưa phải đâu. Mà quan trọng nhất phải là vị trí của nhà hàng đó. Bởi vì nếu các bạn đang đi tham quan ở Bà Nà Hills Đà Nẵng chẳng hạn, mà chưa các bạn đã đặt ăn uống ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng thì coi như trước quốc, xa xôi cách trở lắm. Còn nếu như các bạn nắm rõ vị trí thì rất dễ dàng và tiện lợi để các đoàn có thể dùng bữa trưa một cách vui vẻ nhất, ngon miệng nhất và đúng giờ ăn nhất. Cái này thì có lẽ các bạn phải nghiên cứu kỹ trên bản đồ rồi, xem kỹ coi điểm tham quan Đà Nẵng đó ở khu vực nào, khu vực đó có nhà hàng không thì mới bố trí địa điểm đó vào sát giờ ăn trưa hay là ăn tối. Có như thế thì xe du lịch đưa đoàn khách của mình ra nhà hàng Phú Quốc ăn cũng tiện lợi hơn. Tiếp theo là các bạn nên đặt trước món ăn tại nhà hàng. Vì sao các bạn cần phải đặt món ăn trước tại các nhà hàng? Vì đi du lịch Đà Nẵng, thường các đoàn lớn sẽ tổ chức vào cuối tuần. Mà các bạn cũng biết, vào các ngày cuối tuần, nhất là các ngày lễ Tết rất đông khách du lịch và khó lòng tránh khỏi các nhà hàng Đà Nẵng sẽ bị quá tải. Có rất nhiều đoàn khách du lịch Đà Nẵng có tâm lý tới nhà hàng rồi mới chọn món ăn, nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian, đặc biệt là vào những ngày hè cao điểm có hàng nghìn lượt khách đến với Đà Nẵng thì thật là nguy hiểm cho cả đoàn nếu không có món ăn đặt trước. Đặt món trước sẽ giúp cho đoàn khách vừa dự trù được chi phí, lại cũng có thể an tâm về vấn đề không có địa điểm ăn uống hay là phải chờ đợi trong nhà hàng Đà Nẵng quá lâu. Các đoàn khách đi du lịch Đà Nẵng đông hay là đi theo tour Đà Nẵng trọn gói, hãy đặt món theo suất ăn để tiết kiệm chi phí, với các suất dao động chỉ từ khoảng 150.000 đồng cho một người. Tiếp theo là các bạn cũng nên lưu ý cái nhà hàng Đà Nẵng về khẩu vị của đoàn khách của mình. Các bạn khi đặt món xong rồi thì nhớ yêu cầu nhà hàng Đà Nẵng chú ý khẩu vị trước khi chế biến món ăn. Tại sao phải làm như thế? Bởi vì ẩm thực Đà Nẵng mang những đặc trưng của miền biển là thường hơi mặn, hoặc đã cay thì cay xé lưỡi. Các đoàn khách đến với du lịch Đà Nẵng từ mọi miền tổ quốc và cả khách du lịch quốc tế với khẩu vị ba miền khác nhau nên cần thông báo và đưa ra yêu cầu trước để cho các nhà hàng Đà Nẵng thay đổi cách chế biến sao cho phù hợp với khẩu vị của đoàn khách mà vẫn giữ nguyên được hương vị của món ăn. Nếu các bạn là một người cầu toàn cho việc lựa chọn nhà hàng ăn uống cho đoàn khách du lịch Đà Nẵng của mình thì các bạn nên lựa chọn nhà hàng có view đẹp, sáng sủa, thoáng mát một chút. Ngoài ra thì mỗi bữa ăn cũng nên chọn một nhà hàng khác nhau để thay đổi khẩu vị và khung cảnh. Đà Nẵng là một địa điểm du lịch sôi động và có vô số những bãi biển đẹp chạy dài khắp thành phố đáng sống nhất này. Song song với các địa điểm du lịch Đà Nẵng thì luôn có những nhà hàng Đà Nẵng với phong cách thiết kế và đặc trưng hương vị ẩm thực rất riêng. Lựa chọn mỗi bữa ăn tại một nhà hàng Đà Nẵng nào đó sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được các hương vị mới lạ của món ăn, cũng như là chiêm ngưỡng các thiết kế mới lạ của từng nhà hàng. Các nhà hàng Đà Nẵng gần biển có khung cảnh tự nhiên thơ mộng và thường các nhà hàng tại khu vực trung tâm thường được trang trí trang trọng và lịch thiệp như là một bữa tiệc trọng đại hơn. Vậy thì nên chọn thức ăn gì khi tới Đà Nẵng? Đầu tiên, không thể bỏ qua hải sản. Đến du lịch thành phố biển Đà Nẵng, nhất định các bạn phải ăn hải sản nơi đây. Các bạn có thể thưởng thức những món ăn ngon như là bầu ngư, ốc hương, tôm hùm, cá. Ở nhiều địa điểm khác nhau trên Đà Nẵng với giá cũng khá hợp lý. Khắp Đà Nẵng có rất nhiều nhà hàng chế biến những món đặc sản này. Những nhà hàng này thường được nhiều đoàn khách chọn làm nơi ăn uống vào buổi trưa và buổi tối. Vì xen lẫn những món hải sản đặc trưng của miền biển Đà Nẵng, thì những nhà hàng Đà Nẵng này cũng có chế biến những món ăn chính như là món cơm, canh, mặn xào đủ cả, đủ để các bạn có thể lựa chọn cho bữa ăn trưa hoặc ăn tối của mình. Địa chỉ các nhà hàng thường xuyên phục vụ khách đoàn nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đầu tiên, không thể không kể đến nhà hàng hải sản Ngọc Hương ở lô 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Là nhà hàng Đà Nẵng chuyên về các món hải sản có tiếng ở Đà Thành. Nhà hàng Ngọc Hương Đà Nẵng nổi tiếng với hương vị hải sản phong phú và thơm ngon. Món ăn cũng được chế biến từ những đầu bếp có kinh nghiệm và tay nghề cao. Cùng với đó là sự kết hợp độc đáo trong phong cách đã tạo nên một không gian làm hài lòng thực khách. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên đến 70 người. Với cách phục vụ chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng bất cứ đoàn khách nào khi dùng bữa tại đây. Tiếp theo là nhà hàng Tân Ngọc Nữ ở đường Thăng Long, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Nhà hàng Đà Nẵng Tân Ngọc Nữ sở hữu một khu hải sản sống. Khi đến với nhà hàng Đà Nẵng này, các bạn có thể yêu cầu chế biến món ngon phù hợp theo yêu cầu của mình. Một số món ăn nổi tiếng được thực khách yêu cầu chế biến như là xôi cu, gà nướng, cá mú ba món, ốc hương hấp, cá múc đá xào nghệ, ghẹ răng muối, mực cơm hấp. Có một điều đặc biệt nữa là các bạn cũng có thể xem đầu bếp chế biến. Nhà hàng còn có đội ngũ nhân viên hết sức dễ thương.
nhà hàng Hưng Phát ở số 91 đường 3 tháng 2, cũng là một trong những nhà hàng phục vụ khách đoàn được nhiều khách du lịch ưa thích nhất. Nhà hàng Đà Nẵng này có giá cả rất phải chăng, nhưng chất lượng thì không cần phải bàn. Hải sản ngon, tươi sống được đưa từ biển lên, điểm cộng thêm cho nhà hàng Đà Nẵng này đó chính là không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát và đầy cảm hứng. Thực đơn của nhà hàng rất phong phú và đôi khi còn thay đổi để phù hợp khẩu vị với thực khách hơn. Thực đơn hay có những món như là tôm sú nướng mọi, sò tô nướng món hành, ốc hương xào. Chuỗi hải sản Bà Thôi, đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt cũng là một trong những địa chỉ quen thuộc đối với nhiều khách đoàn khi ra du lịch Đà Nẵng. Ngon bổ rẻ là tiêu chí hàng đầu của nhà hàng Đà Nẵng này đem ra phục vụ thực khách ở đây. Nhà hàng Đà Nẵng này chuyên những món hải sản cho nên luôn chiếm được cảm tình cao đối với thực khách. Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề, giá cả món ăn thì luôn ổn định và hợp lý. Đó là một trong những lý do khiến cho khách du lịch thích thú tại chuỗi hải sản Bà Thôi. Nguyên liệu chế biến luôn là những nguyên liệu tươi ngon, đạt chuẩn. Khi đến với nhà hàng thưởng thức, các bạn có thể yên tâm về chất lượng món ăn. Với đội ngũ đầu bếp kinh nghiệm thì sẽ luôn làm cho bạn hài lòng khi đến với nhà hàng Đà Nẵng này. Tiếp theo là nhà hàng hải sản Biển Đông, lô 10 A9, đường Nguyễn Tất Thành. Nhà hàng Đà Nẵng hải sản này luôn đón một lượng khách rất lớn ghé thăm và thưởng thức món ăn của nhà hàng. Vào khung giờ nào thì các bạn cũng sẽ thấy nhà hàng thật đông đúc và bận rộn. Nhà hàng hội tụ nhiều hải sản ngon, tươi sống trên khắp các miền Việt Nam như là Phú Quốc, Kiên Giang, Cà Mau, Nha Trang, Quảng Ninh, Cát Bà. Đến với nhà hàng Đà Nẵng này, các bạn có thể lựa chọn những hải sản các bạn muốn dùng và yêu cầu đầu bếp chế biến theo cách mà các bạn muốn ăn nó. Tất cả tận tình phục vụ bạn đến nơi mà không một lời ca thán, nhân viên ở đây cũng rất dễ thương và thân thiện với chính thượng đế của mình. Ngoài ra cũng có những nhà hàng Đà Nẵng khác cũng rất được lòng thực khách, nhất là khách đoàn khi đến du lịch Đà Nẵng vì không gian quán rộng rãi, thoáng mát, có phục vụ cơm đoàn chuyên nghiệp. Đó là quán Cua Biển ở địa chỉ lô 10 đường Võ Nguyên Giáp, Trung Gia Seafood số 64 đường Võ Nguyên Giáp, Hải sản Bà Nga lô 14 Lê Đức Thọ, nhà hàng Sakura lô 4748 đường Trương Dương, nhà hàng Cá Cu lô 123 Trần Bạch Đằng, nhà hàng Lâm Làng Chài số 7 đường Hoàng Sa, nhà hàng Hải sản Hồ Xanh 83 đường Tảng Đà, nhà hàng Bình Dương Quán lô 9 B24 đường 30 tháng 4. Ngoài hải sản ra thì Đà Nẵng cũng có rất nhiều món ăn chơi cho đến món ăn no nhẹ nhẹ. Trong số đó không thể bỏ qua những gương mặt đại diện sau. Mì Quảng Đà Nẵng là một trong những đặc sản xứ Đà Thành. Một tô mì ngon đúng điều phải đầy đủ các thành phần như là sợi mì to dài, bánh tráng giòn rộm, tôm thịt trứng, ăn kèm với rau sống, hành ngò hay là rau húng lủi. Địa chỉ các quán mì Quảng nổi tiếng ở Đà Nẵng là mì Quảng 1A, số 1 đường Hải Phòng, mì Quảng Bà Vị, số 166 đường Lê Đình Dương, mì Quảng Bà Mua, số 95 đường Nguyễn Tri Phương, mì Quảng Ếch Bếp Trang, số 441 đường Ông Ích Khiêm. Tiếp theo là món bánh tráng cuốn thịt heo, là một món đặc sản trứ danh của đất Đà Nẵng. Đà Nẵng nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon độc đáo, mang hương vị của miền Trung. Nhắc tới đây không thể quên nhắc tới món bánh tráng cuốn thịt heo thơm lừng dân dã ngon nức tiếng. Những quán bán thịt heo nổi tiếng tại Đà Nẵng như là bánh tráng cuốn thịt heo Trần Đà Nẵng ở số 4 đường Lê Duẩn, quán bánh tráng cuốn thịt heo Bà Mua số 19-21 đường Trần Bình Trọng, bánh tráng cuốn thịt heo Mậu Đà Nẵng số 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng cuốn thịt heo Chợ Cồn Đà Nẵng, bánh tráng cuốn thịt heo Bà Hương số 35-2 đường Hàm Nghi, bánh tráng cuốn thịt heo Quỳnh Đại Lộc Đà Nẵng số 176 đường Nguyễn Hoàng. Món bún chả cá cũng là một trong những đặc sản rất ngon. Chẳng phải xa lạ gì, nhưng mà bún chả cá Đà Nẵng vẫn mang một hương vị rất riêng, không lẫn vào đâu được. Tô bún được phục vụ cho khách không chỉ mang hương vị đậm đà mà còn với tông màu nóng sẽ khiến cho các bạn thèm thuồng hơn. Địa chỉ các quán bún chả nổi tiếng ở Đà Nẵng như là bún chả cá Bà Hơn số 113/3 đường Nguyễn Chí Thanh, quán bún chả cá Nguyễn Chí Thanh 109 đường Nguyễn Chí Thanh, quán bún chả cá Bà Lữ 319 đường Hùng Vương, quán bún chả cá Ông Tạ 113A Nguyễn Chí Thanh, quán bún chả cá Bà Phiến số 63 đường Lê Hồng Phong. Món bánh xèo và nem lụi cũng là một trong những đặc sản của đất Đà Thành. Đặc sản Đà Nẵng sẽ thật thiếu sót nếu thiếu đi món bánh xèo, nem lụi phổ biến. Đây vốn dĩ là món ăn rất phổ biến, quen thuộc, nhưng qua thời gian sáng tạo của người dân địa phương thì món ăn này hiển nhiên mang hương vị rất đặc trưng. Địa chỉ các quán bánh xèo, nem lụi nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đầu tiên là quán bánh xèo Tôm Nhảy Năm Hiền, số 46 đường Phan Thanh. Bánh xèo Bà Dưỡng, địa chỉ K280/23 đường Hoàng Diệu. Quán bánh xèo Tôm Nhảy Cô Ba, số 284 đường Trần Nữ Vương. Quán bánh xèo Bé Uyên, 103 đường Lê Thanh Nghị. Quán bánh xèo Cô 10, 23 đường Châu Thị Bình Tế. Ông bà ta có câu, khách thực mới vực được đạo, vì thế sẽ thật khó khăn khi các bạn là người mang trọng trách phục vụ nhu cầu lương thực cho cả đoàn khách du lịch Đà Nẵng của mình. Hy vọng qua những chia sẻ trên, các bạn phần nào sẽ có được chút kinh nghiệm trong việc đặt ăn uống cho mọi người trong chuyến du lịch Đà Nẵng.
Nếu các bạn còn có bất kỳ thắc mắc hay là phân vân nào về chuyện ăn uống cho cả đoàn khách du lịch của mình trong chuyến du lịch Đà Nẵng thì có thể để lại bình luận bên dưới để blog Việt Food chia sẻ đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất và những kinh nghiệm đặc ăn khi đi du lịch nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.